Đây này, anh em quan sát này, cún rất đẹp luôn này, thần thái khỏi bàn nhé. Đấy, cá thể chó phong thủy thì mình phải xem mọi mặt, từ đầu thủ, khung cọng, dáng đi, dáng đứng, dáng nằm, tất cả các đặc điểm. Đấy, càng nhiều cái yếu tố phong thủy thì giá trị càng cao nhé. Xin chào toàn thể anh em đến với video tiếp theo của tôi nhé. Đợt này bận công việc quá nên cũng không có thời gian làm video cho anh em xem. Với lại có một số cá thể đẹp nhưng mà mấy anh em cũng đã đặt trước rồi, nên là mình sưu tầm được thì cũng chia sẻ luôn cho anh em, nên là cũng không làm video nhé. Thì hôm nay tôi sưu tầm một cá thể rất đặc biệt, rất đẹp, nên là làm video rồi cho anh em xem nhé. Cá thể chó bát long cẩu này, huyền đề kép cả bốn chân luôn. Anh em quan sát tổng thể cá thể này, cá thể này theo phong thủy được gọi là hắc cẩu tứ mục anh em nhé. Nhiều anh em cũng chưa biết, cũng hỏi tôi là thế nào là hắc cẩu tứ mục, thì ngày hôm nay nhân tiện có cá thể này thì tôi cũng nói luôn cho anh em được biết. Hắc cẩu tứ mục là chó đen nhé. Đây, cá thể chó đen có bốn chân màu vàng nhé, màu vàng như gỗ đây. Đây, những cá thể như này thường thường là có bốn mắt. Đây, theo phong thủy thì chó bốn mắt rất là tốt này. Hai mắt thật, hai mắt giả. Thì hai mắt giả thì theo quan niệm dân gian là để nhìn những cái điều vô hình nhé, nhìn những cái điều vô hình. Thì những cá thể này thì có thính giác và thị giác rất là tinh anh em này. Anh em quan sát cá thể này. Đấy, cá thể chó đực anh em nhé. Chó 2 tháng, chó 2 tháng tuổi, nặng khoảng 4kg. Chó rất đẹp luôn anh em này. Anh em nhìn thần thái chó này. Đây, từ đầu thủ khung gọng đều đẹp nhé. Đây, không phải nghĩ luôn anh em ạ. Đây, đầu to mõm hột, tai sò nhé. Tai sò rất đẹp, tai hình 8 giác cân luôn anh em này, rất đẹp luôn anh em nhé. Đây, chân tay thẳng nhé. Đây, không phải nghĩ luôn anh em ạ. Có thể quá đẹp luôn, nhìn mặt mũi rất thần thái tinh nhanh nhé. Theo kinh nghiệm mà chọn chó khôn của các cụ ngày xưa thì những cá thể hắc cẩu tứ mục này thường là rất trung thành nhé. Những cá thể như thế này thì rất là khó làm quen mới khi bắt về nhà, nhưng mà khi mà đã quen rồi thì rất là trung thành với chủ và khả năng bảo vệ lãnh thổ rất tốt anh em nhé. Đây, rất đẹp luôn anh em. Đây là một trong những cá thể hắc cẩu tứ mục đẹp xuất sắc luôn, không chê điểm nào luôn nhé. Đây, cá thể chó bát long cẩu. Đây, quay gần cho anh em quan sát này. Đây nhá. Đầu thủ mặt mũi quá đẹp luôn nhá. Bốn mắt này, bốn mắt rõ ràng luôn. Tai sò bé tí, tay hình 8 giác cân luôn anh em nhá. Đây này. Đấy, cho anh em xem kiểm tra lưỡi này. Những đốm từ trong ra ngoài. Đấy, thấy chưa? Đốm nhiều chưa? Từ trong ra ngoài nhá. Đây, dầu dài như dầu hùm anh em nhá. Như dầu hùm luôn này. Này. Bốn móng chuẩn chỉ anh em quan sát móng cá thể này nhá. Đây, chân phải trước này. Đây, móng to này, móng to hình móng hổ luôn anh em nhé. Móng to ngắn cong đúng hình móng hổ này. Này. Đấy, chân phải sau này, móng vuông đét luôn này, đẹp chưa? Đấy. Chân trái trước nhé. Đây này, chân trái trước anh em này. Đây, móng chuẩn chỉ luôn này. Đấy. Chân trái sau này. Thấy nhá, chuẩn chỉ. Đủ 8 móng đèo nhé, gọi là bát long cẩu nhé. Đây nhá. Cá thể đuôi cong vắt về bên trái anh em nhé. Đây. Cho anh em mà quan sát. Có thể đuôi cong quá trái luôn. Tất cả đều đạt 9 cộng anh em nhé. Cá thể rất đẹp luôn, thần thái không phải nghĩ luôn anh em nhé. Đây. Đây, lông nó mượt, lông mượt. Đúng chuẩn hắc cẩu tứ mục anh em nhé. Cá thể này phải nói là một trong những cá thể hắc cẩu tứ mục đẹp nhất mà tôi sưu tầm được. Nhìn thần thái rất tinh nhanh nhé. Cún rất khôn anh em ạ. Rất khôn, rất cuốn chủ nhé. Rất gần gũi luôn. Cá thể cún này sức khỏe hiện tại đang rất tốt. Đã tiêm phòng tẩy giun. Có sổ tiêm, sổ theo dõi sức khỏe cho anh em nhé. Để anh em không phải nghĩ. Bảo hành luôn cho anh em cả tính cách lẫn sức khỏe. Rất đẹp luôn anh em quan sát này. Lưỡi đốm rất nhiều anh em. Lưỡi đốm từ trong ra ngoài luôn. Những cá thể lưỡi đốm thì thường thường là rất là khôn.
cá thể chó phong thủy chuẩn chỉ và không chê được điểm nào anh em ạ. Rất đẹp luôn. Anh em quan sát này. Đây nhá, ngực có yếm hình đại bàng luôn anh em này. Đấy, hai cánh đại bàng này. Đây, mặt mũi này. Bốn mắt rõ ràng anh em nhé. Đây. Đây. Tài bé tí luôn. Rất khôn anh em nhé. Anh em nào muốn sở hữu cá thể chó bát long cẩu, hắc cẩu tứ mục, đuôi cong khóa trái này, thì liên hệ với tôi theo số điện thoại 0983 354 369 nhé, hoặc truy cập link Zalo 0983 354 369 nhé. Cảm ơn anh em đã dành thời gian để theo dõi video nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh và xin một nút chia sẻ để ủng hộ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em. Trăng ơi sang trăng chớ ngủ nữa, thấy không ai đang đắm trong rượu say trong đêm sương.